chát, những vết chai dần đã hằn sâu. Còn nhớ từng chiều ngồi xem phía sau anh, mặt trời nghiêng mái đầu. Còn nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng sẽ không còn nữa. Sợ ngày mai lúc thức giấc, nhưng cha không còn nữa. Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa. Báo cáo với các cô, các chú. Hôm nay thì là hoàn cảnh gia đình nhà cháu Tân thì bà thì đột ngột chết sớm. Thế ba cháu thì mẹ bỏ đi từ lúc cháu được 1 tuổi. 5 năm nay thì chưa về đến nhà cái nào. Thế hôm nay thì là câu lạc bộ xanh của các cô, các chú nghĩ đến hoàn cảnh của cháu, bố con nhà cháu Tân. Thế có đến trao chút quà để nhớ đến các cháu, thì chúng tôi cũng thay mặt gia đình thì tôi xin cảm ơn. Vâng ạ. Vâng. Thế vâng, thì bây giờ là hôm nay câu lạc bộ đã di sanh đến thì con cháu mẹ em thì xin cảm ơn tất cả các câu lạc bộ. Cho con nắng mưa trên đường, chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé. Chẳng còn ai sẽ quan tâm